Chúa cầu tội bởi chi em mà tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn món này sẽ được sống đời đời. Và bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Những người Do Thái tranh luận với nhau: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Vậy Chúa Giêsu nói với họ: Quả thật ông nói với các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống như chính mình. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho người đến sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là đồ ăn và máu tôi thật là đồ uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Cha, thì ai ăn tôi chính người ấy cũng sẽ sống nhờ tôi. Đây là bằng lời trời xuống, không phải như bằng tổ tiên các ông đã ăn và đã chết. Ai ăn món này sẽ sống đời đời. Đó là lời chính Đức Chúa ấy trong con người Giêsu ấy đã
vọng cho tất cả những ai đi vào này. Người Việt Nam chúng ta rất trân trọng những người cao tuổi. Người ta nói là đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, nghĩa là người già người cao tuổi có cái kinh nghiệm đường đời, thắng niên cũng ca tụng những người cao tuổi và cho rằng người đầu bạc thì tham sợ và không ngoan. Tại sao vậy? Người ta dùng trả sự đời để ta biết điều tốt, điều dở, điều hay là phải. Và đặc biệt có lẽ là khi mà quan sát cái cảnh bật đổ sang giờ thờ bộ, người ta mới thấy là cái cuộc đời này là nó mong manh. Ở trên mặt đất này không phải là chỗ đến cư bức tử, căn nhà ở trên mặt đất này dù là có được bật với đâu đi nữa cũng chỉ là túp lều tạm. Và vì vậy mà người ta hướng về quê trường cử nơi ấy có căn nhà mà chính Thiên Chúa Cha đã chuẩn bị, đã dọn sẵn cho những ai đi mấy ngày. Thánh Kinh ghi lại chúng ta hình ảnh một số ngôi nhà rất là đạo đức, rất là khôn ngoan. Chẳng hạn như trước hết là các cổ phụ Abraham, Isaac, Jacob. Rồi trong tuần giáng sinh vừa qua chúng ta sẽ được giới thiệu và đã được giới thiệu khuôn mặt của hai vị nhà đã chính đạo sư đó. Ông lên đền thờ, ông cầu nguyện và ông thắp hương khi bầu bạn trẻ Giêsu trên mặt thánh đường và ông mặc nguyện để Chúa xin để cho tôi lớn này được an định ra đi vì chính mắt con đã được nhìn thấy cứu độ. Hay là bà tiên tri Anna và 84 tuổi sau bệnh sau cái chồng thì bà quá như vậy cho đến nay là 84 tuổi và bà hàng ngày lên đền thờ cầu nguyện phục sự Thiên Chúa. Và khi bà được cha mẹ mẹ Giêsu, được cha mẹ đưa đến đền thờ, bà cũng nói tin đi về Giêsu. Phần của bà Maria mà chúng ta dâng lễ ăn hôm nay, cô đơn của bà có chút đỡ độ, cô đã được chìm vào trong sự chết và sâu thẳm của Giêsu. Hành trình cuộc đời của cô đơn theo những gì tôi được biết, những lần chăm sóc Chúa cho các bệnh nhân thì các con cháu kể lại cũng hiện là chu toàn các bộ phận, đặc biệt là hết lòng phục sự Chúa. Chỉ những cái năm tháng cuối đời đã bệnh ngồi xe lăn không thể đi được thì cũng mới không được tham lễ, còn trước đây thì vẫn xưa nay đang được tham lễ hàng tuần và thậm chí hàng ngày. Rồi những năm đau ở cuối đời dù vẫn chọn vào xin tổ đơn lễ hàng tháng. Ngày 25, hôm nay là thứ 6, ngày 25 tháng 12 vừa qua thì tôi đã gia đình chăm sóc bệnh nhân đến thăm và bằng các nghi thức sức dầu đại tội trong một tháng chúa tôi cũng đã được đại diện cho mẹ các nghi thức và đã được chuẩn bị để sẵn sàng đáp lại lời Chúa mời gọi. Lúc 18:45 ngày 2 tháng 4 vừa qua, cụ được Chúa bảo vệ ở tròn 90 tuổi. Cụ ra đi chắc chắn trong tâm thức con người, trong mối tương quan gia đình xã hội cộng đoàn chúng ta, các kia là các con các cháu để bao buồn vì sự mất mát. Nhưng trong niềm tin chúng ta cùng với bạn cụ và Maria hôm nay thì tôi thấy là để chung với cụ những nghi lễ cuối đời, vì cụ đã được Chúa ban cho sự sống và sự sống kéo dài tuổi thọ hơn người. Cụ đã được Chúa ban cho sự sống trong sự hiệp thông với Chúa trong ơn đức ân sủng của các vị, và cụ đã trung thành với niềm tin trong ơn nghĩa của Chúa đến thời thời cuối cùng. Cụ đã được chị mừng thánh Chúa trong suốt cuộc đời, đặc biệt là chị mừng thánh Chúa và những giờ phút cuối đời. Và như thế chúng ta tin tưởng và trở về hy vọng Chúa đã ban ân thưởng dồi dào cho cụ bà Maria. Khi bà còn sống ở đời này thì trở đây Chúa muốn yêu thương mang cho bà và cũng như chuẩn bị cho bà bước vào cuộc sống mới. Cụ đời chúng ta